Quý vị và các bạn đang theo dõi blog tâm sự trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị và các bạn, hôn nhân đòi hỏi nhiều yếu tố to lớn hơn hai tiếng tình yêu. Chính vì vậy, càng ngày thì càng có nhiều cuộc ly hôn mà xuất phát điểm của họ là bất chấp tất cả để đến được với nhau. Khi phát hiện chồng ngoại tình thì các bà vợ không đánh ghen thì cũng tìm cách chia tay có lợi cho mình. Mấy ai đủ kiên nhẫn mà bao dung để ngồi nhìn lại chính bản thân mình và cho chồng mình một cơ hội. Và nếu ở vị trí của một người vợ, liệu bạn có đủ sự dũng cảm để tha thứ cho bước đi sai lầm này của chồng hay không? Và trước khi trả lời câu hỏi này, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngắn có tựa đề Bàng hoàng chứng kiến em họ anh rể lóa lồ quấn lấy nhau trên ghế tình yêu ngay dưới đây. 26 tuổi, sau vài mối tình chẳng đâu đến đâu, của cái thời tuổi trẻ nồng nhiệt, tôi gặp được anh, một người đàn ông đứng đắn trưởng thành, từ vẻ ngoài đến những suy nghĩ bên trong. Anh hơn tôi 6 tuổi, là trưởng phòng truyền thông của một công ty lớn. Điều kiện gia đình cũng rất tốt, nên dù mới yêu nhau được 6 tháng, bạn bè và gia đình tôi ai cũng giục chúng tôi hãy nhanh chóng kết hôn. Chúng tôi yêu nhau, nhưng việc kết hôn vẫn chưa xuất hiện trong đầu của tôi lúc đó. Tôi vẫn muốn yêu, muốn được cùng anh làm những chuyện của hai người yêu nhau hơn là với danh nghĩa vợ chồng. Tôi biết suy nghĩ của mình có phần ích kỷ, nhưng nhìn những cuộc hôn nhân của vài người bạn xung quanh, tôi thật sự vẫn chưa đủ tự tin để tiến tới hôn nhân, dù người yêu tôi là người đàn ông rất tốt. Anh biết tôi không thoải mái, nên cũng không nhắc đến chuyện kết hôn quá nhiều. Anh nói, anh luôn muốn xây dựng một gia đình nhỏ cùng em, nhưng niềm vui của anh sẽ trọn vẹn hơn nếu chúng ta kết hôn lúc em thật sự sẵn sàng. Chúng tôi dọn về ở chung sau 6 tháng yêu nhau. Những sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày không thể tránh được chuyện ấy. Nhưng vì chưa muốn có những sự cố ngoài ý muốn, nên lần nào xung trận, tôi luôn nhắc anh trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Thế rồi vào cái ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, tôi chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh và rượu vang. Trong lúc men rượu và men tình đan xen, chúng tôi cũng cuốn lấy nhau đầy say mê nóng bỏng. Say mê đến mức tôi quên luôn việc đêm đó chúng tôi có dùng biện pháp an toàn hay không. Chỉ đến khi thấy mình trễ kỳ kinh nguyệt gần 1 tuần, tôi mới tá hỏa đi tìm mua que thử thai và hai vạch đỏ hiện lên trong sự ngỡ ngàng của tôi. Đưa que thử thai cho anh xem, anh chẳng nói chẳng rằng mà lặng lặng đi lấy một chiếc nhẫn và bảo rằng anh đã chuẩn bị từ lâu để cầu hôn tôi. Những cảm xúc trong tôi lúc đó khá lẫn lộn, nhưng tôi nghĩ mọi thứ có lẽ đã đến lúc phải xảy ra, nên tôi đã đồng ý. Hai đứa ôm nhau khóc. Đám cưới diễn ra sau đó 1 tháng, tôi không phải làm gì nhiều vì có anh lo chu toàn hết. Đám cưới suôn sẻ, quá trình mang thai của tôi nhờ có anh mà mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho đến tháng cuối của thai kỳ. Anh dẫn Thu Hiền về và giới thiệu là con của một người họ hàng xa. Vì hoàn cảnh khó khăn nên muốn lên thành phố kiếm việc làm. Đúng lúc tôi sắp sinh nên anh muốn đưa con bé về đỡ đần cho tôi trong thời gian sắp tới. Ở một thời gian tôi rất quý con bé vì nó hiền lành thật thà, lại rất được việc. Hai chị em nói chuyện cũng rất hợp ý nhau. Tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Tháng ở cữ có Hiền và hai bà nội ngoại chăm sóc đỡ đần, nên tôi không bị quá mệt mỏi. Mới sinh con chưa lâu, cơ thể còn xấu xí, tâm lý cũng mệt mỏi, nên chuyện vợ chồng tôi chẳng nghĩ ngợi gì đến. Chỉ đến một hôm, sau khi cho con ngủ, chồng mới khều tay tôi ngỏ ý làm chuyện ấy. Tôi mới nhớ ra, nhưng trước những tự ti về cơ thể chưa đẹp trở lại, tôi từ chối thẳng thừng và còn gắt gỏng với chồng. Đáng lẽ tôi có thể nói nhẹ nhàng hơn, nhưng sau khi sinh xong tôi trở nên nóng tính hơn với cả những chuyện nhỏ nhặt. Bẵng đi 4-5 tháng sau, nhờ tập luyện hàng ngày nên tôi dần lấy lại vóc dáng thon gọn hơn. Tôi tự tin hơn khi nghĩ về chuyện quan hệ, nhưng chồng tôi lại trở nên lạnh nhạt mỗi khi tôi cố ý gần gũi. Anh gạt phăng tôi ra và tỏ ý khó chịu rồi bỏ sang phòng làm việc. Đợt này cứ về nhà là anh vào phòng làm việc, khóa cửa, rồi cứ ở trong đó đến bữa ăn mới ra ngoài. Tôi vẫn nghĩ là do anh vẫn giận mình lúc trước. Hơn nữa công việc đợt này chắc có thêm nhiều áp lực, nên anh không thoải mái.
Phải tự trấn an mình bằng những suy nghĩ đó, tôi mới yên tâm đi ngủ mà không dằn vặt bản thân mình thêm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Sự thật đằng sau sự thờ ơ lạnh nhạt của chồng tôi, sự thật đằng sau cánh cửa cứ đóng kín kia, cũng đến lúc phải hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi. Đêm đó, sau khi cho con ngủ, tôi ra bếp lấy nước uống, vô tình đưa mắt nhìn qua cánh cửa phòng làm việc của chồng. Cánh cửa mở hé với thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra ngoài như thôi thúc sự tò mò của tôi. Càng đến gần cánh cửa, tôi càng nghe rõ tiếng con gái cười khúc khích với cái giọng nhõng nhẽo có thể làm siêu lòng bất cứ người đàn ông nào. Tôi dần cảm thấy điều gì đó bất ổn. Trong đầu tôi lúc đó xoay vòng với rất nhiều câu hỏi. Anh ta đã ngoại tình, còn to gan dắt gái về nhà gian díu ư? Hóa ra lâu nay mày bị lừa rồi. Nhưng anh ta đưa gái vào nhà lúc nào mà mình không biết, rồi cô ta ra ngoài lúc nào? Cái Hiền dọn dẹp phòng không thấy điều gì bất thường hay sao? Những suy nghĩ ngổn ngang cứ quấn lấy tôi. Chưa bao giờ tôi mong khoảng cách đến gần cánh cửa đó xa thật xa. Tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng đó. Tôi rón rén từng bước thật nhỏ, thật chậm. Tôi đã phải hành xử như kẻ gian trong chính ngôi nhà của mình. Câu chuyện bí mật đằng sau cánh cửa đó dần dần hiện ra trước mắt tôi. Trên cái ghế sofa màu lông chuột mà tôi cùng chồng đi chọn cho căn phòng làm việc của anh là hai kẻ dối trá đang quan hệ vô cùng nhiệt tình. Hai thân thể lõa lổ quấn lấy nhau. Ánh mắt si mê của chồng tôi dán chặt vào cơ thể của Hiền, còn cô ta thì thể hiện sự khoái cảm bằng những tiếng rên rỉ. Tôi đứng chết chân nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Nội tâm tranh đấu trước việc lao vào vạch mặt đôi cẩu nam nữ ngay tại trận hay giải quyết mọi việc trong sự hòa bình. Tôi phân vân suy nghĩ quá lâu nên có lẽ đã làm cho chồng tôi thấy nhột. Anh ta bỗng hướng mắt về phía cửa và bốn mắt chạm nhau. Anh ta hoảng hốt ngồi dậy, vớ lấy cái gối để che đi cái nơi dục vọng đang cao trào kia. Hiền nhìn thấy nhân tình của mình chợt hoảng hốt nên cũng đưa mắt nhìn ra phía cửa. Thấy tôi, cô ta không mảy may lo sợ, lo lắng mà bình thản đi nhặt về từng mảnh vải che thân đã bị vứt tứ tùng trước đó, mà không quên dành cho tôi cái cười khẩy của kẻ đắc ý. Trong lúc đó, người chồng đáng kính của tôi cũng đã chỉnh đốn xong trang phục, đi vội về phía cửa. Vừa đi vừa nói, em, nghe anh giải thích. Lúc này, việc tôi nghĩ đến đầu tiên là trốn chạy. Tôi phải tránh xa khỏi con người dơ bẩn này. Tôi chạy nhanh về phòng và khóa cửa lại, mặc cho anh ta gõ cửa rồi liên tục gọi tên tôi bên ngoài. Đến lúc này, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rớt xuống. Tôi có lau đi như thế nào cũng không hết được. Tôi phải kìm nén những tiếng nức nghẹn đang trực trào vì tôi sợ sẽ đánh thức con dậy. Tôi thu mình trong một góc phòng, ngồi khóc như một đứa trẻ bị đòn. Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới trên tường. Hai người trong đó cười thật dịu dàng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Lúc này tôi lại chợt thấy thật nực cười. Tôi vô thức bấu chặt bàn tay vào cánh tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu chảy thành vệt, nhưng có làm thế nào cũng không lấn át được cơn đau lòng dữ dội. Nếu con tôi không cựa mình và khóc thì tôi không biết tôi sẽ ngồi làm đau bản thân mình đến bao giờ. Ôm con nằm ngủ, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé như thiên thần làm lòng tôi dịu lại. Do khóc quá nhiều nên tôi mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cô ta vẫn bình thản chuẩn bị bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra. Còn chồng tôi thì sau khi thấy những vết thâm trên tay tôi thì hỏi han quan tâm, khiến tôi càng thêm kinh tởm. Tôi quyết định sẽ kết thúc mọi việc sớm nhất có thể, nên hỏi hai người đã quan hệ bao lâu rồi. Trong khi chồng tôi còn ngập ngừng ậm ừ gì đó thì cô ta nhanh chóng thông báo cho tôi biết đã như vậy cũng gần 4 tháng nay rồi. Thậm chí còn không quên đá xéo về kỹ thuật của chồng tôi ra sao. Ghê tởm hơn, cô ta còn nói về những lời thủ thỉ của chồng tôi. Anh ta chỉ có thể lên đỉnh với thân thể của ả mà chưa một lần sung sướng với tôi sao. Tôi phớt lờ câu nói của cô ta, nhìn chồng một cái rồi bỏ vào phòng. Anh ta đi theo và giải thích rất nhiều.
Cái gì mà do em cứ lạnh nhạt với anh? Do anh cũng có nhu cầu riêng, do thời gian này Hiền ở bên chăm sóc anh tận tình nên anh không kìm được lòng mình. Tất cả những nỗi uất ức, sự tức giận, nỗi đau bị phản bội của tôi dồn nén thành một cái tát điếng người dành cho kẻ phản bội ấy. Nhưng cô ta là em họ của anh, hai người làm chuyện này mà không thấy xấu hổ sao? Tôi hỏi anh ta nói Hiền không phải là con của họ hàng nào cả. Anh ta muốn đưa Hiền về giúp đỡ tôi là thật, nhưng sợ tôi không chịu nên phải nói như vậy. Chính trong thời gian tôi ở cữ, chính trong thời gian tôi tự ti về bản thân mà từ chối hắn, thì hắn và Hiền đã nảy sinh tình ý và dần dần tiến đến những chuyện xa hơn. Thấy tôi không phản ứng gì nữa, anh ta liền đứng lên và đi làm. Tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và đưa con về nhà mẹ. Suy nghĩ phải ly hôn choán hết tâm trí tôi. Tôi soạn đơn in ra rồi gửi đến nhà anh ta. Dù anh ta có không đồng ý thì tôi cũng sẽ đơn phương ly hôn. Có lẽ nhiều bạn khi nghe câu chuyện sẽ thấy tôi thật hiền vì không lao vào xử tiểu tam kia. Nhưng tôi biết trong tình huống đó, chồng tôi sẽ chọn bảo vệ cô ta, nên tôi chọn ra đi. Tôi biết tôi là người thua cuộc, nhưng vì phải đánh nhau với tiểu tam, vì gã đàn ông tồi, thì việc ra đi vẫn khiến tôi thoải mái hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hôn nhân là vậy. Có những cảm bẫy cám dỗ, có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ, nhưng chúng ta phải dùng lý trí để biết điểm dừng. Đừng tham lam quá, giờ sau này không có ai bên mình. Mất rồi men hận thì cũng đã quá muộn. Lựa chọn cùng nhau bước tiếp hay là cho nhau lối đi riêng, có lẽ chỉ bản thân những người trong cuộc mới có thể trả lời được. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Blog Tâm sự cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.